bạn có đủ kiên nhẫn để trở thành nông dân? Bạn có đủ khéo léo để trở thành đầu bếp? Và bạn có đủ can đảm để thưởng thức chính thành quả của mình? Anh chỉ còn có 2 chiếc ly thôi. Đón xem tập 5 của Mr. and Miss All Star Đại sứ Tài Năng được phát sóng vào Chủ nhật lúc 20:30 trên Yan TV.